Tự nhiên thèm lẩu cá đuối, mà trời lại mưa, có nghĩa là ông trời đang đồng ý với mình là sẽ đi ăn lẩu cá đuối. Bởi vậy, tới thôi mọi người ơi. Không biết các bạn có biết quán lẩu Cô Hồng không ta? Còn mình đây là lần đầu tiên mình đến đây để thưởng thức món lẩu cá đuối. Nghe đâu là ngon lắm. Cái địa chỉ quán á là địa chỉ của mặt tiền, nhưng mà cái đường này á là cái đường hẻm nha mọi người. Quán bán cho hệ gia đình, bởi vậy nên cái menu nó cũng rất là đơn giản và mộc mạc. Bàn ghế ở đây cũng không nhiều và không gian quán cũng nhỏ. Cô chú chủ quán cũng có phần lớn tuổi nên không được nhanh nhẹn cho lắm. Mà khi mà các bạn order, nếu như mà cô có quên đem cái rau nè, quên đem bún nè, hoặc là quên đem cái gì đây thì các bạn nhắc cô một xíu nha, tại vì người lớn tuổi hay quên á, lâu lâu á còn có bà ngoại ra phụ nữa. Mình á thì mình thấy người lớn tuổi mình hay kêu bằng bà ngoại để cho nó gần gũi với lại thân thương á, còn bà thì không biết á là ở trong gia đình bà là cái gì thôi. Ở đây á là chỉ có bán hai loại chính thôi, đó là món lẩu và món xào lăn. Về phần lẩu á thì có lẩu cá đuối và lẩu cá dứa, còn phần xào lăn á sẽ có ếch xào lăn, lươn xào lăn và cá đuối xào lăn. Theo ý kiến của riêng mình thì cô chú nêm nếm các món ăn đều rất là vừa vặn. Lẩu á rất là thơm, cá và thịt thấy rất là tươi, mà cá ở trong nồi á là cái miếng cá dày nha, nhiều thịt lắm chứ không phải là mỏng tang đâu. Còn thịt ớt ở quán á hình như đi bộ nhiều hay sao á, dai mà chắc nguội à. Rồi rồi, xếp kèo liền đi nha. Chúc các bạn một trải nghiệm ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.